Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Đây là tổ chim hoành hoạch. Và tổ này ở ngay gần nhà mình luôn nha các bạn này. Đó, tổ này là một cái bơ ngay gần nhà mình. Và tổ này thì có một con non. Và quả trứng kia thì đã hỏng rồi nha các bạn. Đó, đã hỏng một quả trứng. Và chim non trong tổ bây giờ đang được 5 ngày tuổi nha các bạn. Đó. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gắn máy quay để xem chim bố mẹ nuôi con. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.
Thank you.